안녕하세요, 여러분. Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết là để chúng ta cấu thành lên một câu giao tiếp với người Hàn Quốc thì chúng ta cần biết những ngữ pháp và biết từ vựng, đúng không ạ? Và từ vựng, khi mà các bạn học từ vựng sẽ chia ra là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ. Một phần rất quan trọng trong cái từ vựng này đó chính là động từ. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu 100 động từ thông dụng mà người Hàn sử dụng hàng ngày các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với những từ vựng sau đây ạ. Mình có động từ sư tả, sư tả. Sư tả, sư tả là âm căng nên các bạn sẽ phát âm là gì ạ? Sư tả mang nghĩa là viết. Và sư tả này không chỉ mang nghĩa là viết không mà chúng ta còn có nghĩa là gì ạ? Là dùng, là sử dụng và là đội. Ví dụ như là gì ạ? Đội mũ thì chúng ta cũng dùng cái từ sư tả. Và từ sư tả còn mang một cái nghĩa nữa khi nó là tính từ là đắng, cái vị đắng ạ. Đó, sư tả viết nhá, các bạn lưu ý. Tiếp theo ạ, sa tả. Sa tả. Sa tả, mua. Pa tả, tha tả, tha tả, bán. Chu tả, chu tả, chu tả, cho. Bát tả, bát tả, bát tả, nhận. Rồi, đọc lại một lượt nữa. Năm từ vựng trên ạ. Sư tả, viết. Sa tả, tha tả, mua. Tha tả, bán. Chu tả, cho. Bát tả, nhận. Bót tả, bót tả, bót tả là cởi. Íp tả, mặc. Mán tả, làm. Bác cu tả, đổi. Bố nê tả, gửi. Bót tả, cởi. Íp tả, mặc. Mán tinh tả, làm. Bác cu tả, đổi. Bố nê tả, gửi. Ví dụ là gửi thư hay là gửi đồ, chúng ta cũng có thể dùng cái từ boneta gửi. Tha tà, lên xe, lên tàu, lên ô tô, hoặc là ví dụ là lên xe buýt thì chúng ta có là gì? Bus은 타다, đi bằng xe buýt. Bus은 타다, hoặc là 택시는 타다. Đó. Neri다, đi xuống. Nota, đặt để. Lưu ý chúng ta có cái âm H này cộng vào cái âm T thì cái âm T sẽ được biến đổi đọc thành là thờ các bạn nhé. Và từ này sẽ được đọc là nota là đặt để xuống. Sirohata, âm H này đằng sau là nguyên âm thì nó sẽ coi như là âm câm, coi như là không được đọc, và chúng ta nối R lên thành là gì? Sirohata. Sirohata, không thích, ghét. Rồi, âm H này gặp nguyên âm thì sẽ là coi như câm đúng không ạ? Vì vậy ở đây các bạn sẽ đọc là gì? Jowahata, 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 thích. Rồi, đọc lại một lượt nữa. Tata, tata, lên. Nerida, nerida, đi xuống, xuống. Nota, nota, đặt để. Sirohata, sirohata, không thích, ghét. Jowahata, 좋아하다, thích. 공부하다, 공부하다, 공부하다. 학. 배우다, 배우다, 배우다. Cũng là học, và ở đây nhân tiện thì chúng ta sẽ so sánh ý nghĩa, cái sự khác nhau của cái từ 공부하다 và 배우다. 공부하다 là gì? Là chúng ta học, theo kiểu là chúng ta tự học, chúng ta tự nghiên cứu. Còn đâu 배우다, 배우다 là chúng ta học có giáo viên. Ví dụ là gì? Chúng ta đi đến trung tâm, đi đến trung tâm ngoại ngữ để học tiếng Hàn ạ, thì chúng ta sẽ dùng từ 배우다. Ví dụ 한국어는 배우러 어학당에 가요. Để học tiếng Hàn thì đi đến trung tâm. Còn đâu 공부하다, ví dụ chúng ta nói là gì ạ? 도서관에서 한국어를 공부합니다.
Doja Gwan đấy sao? Doja Gwan, bình thường khi mình đến Doja Gwan đến thư viện là thường gì ạ? Thường chúng ta học, tự nghiên cứu đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng cái từ khung vu ha tà chứ không dùng cái từ phèo tà các bạn nhé. Rồi ạ, yol ta, yol ta, yol ta, mở, thật ta, thật ta, thật ta, đóng, chuẩn bị ta, chuẩn bị ta, chuẩn bị ta, chuẩn bị.공부하다, 공부하다, học, 배우다, 배우다, học có giáo viên dạy. 열다, 열다, 뭐, 닫다, 닫다, 다음, 준비하다, 준비하다, 준비. 청소하다, 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 청소하다 là dọn dẹp. 빨래하다, 빨래하다, 빨래하다. 자, 수 chúng ta có cái từ 빨 này là âm căng nên các bạn đã sẵn đọc là gì ạ? 빨래하다, 자, 수 알아보다, 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 tìm hiểu, 알아보다. 그 từ này rất là hay được dùng. Ví dụ là gì? 알아봤는데 없어요. 알아봤는데 없어요. Tôi đã tìm hiểu rồi nhưng mà không có. 사랑하다. 사랑하다, 사랑하다, yêu, 포기하다, 포기하다, 포, bật hơi, các bạn bật hơi ra ạ. 포기하다, 포기하다, bỏ cuộc. 청소하다, 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 dọn dẹp. 빨래하다, 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 잡수. 알아보다, 알아보다, tìm hiểu. 사랑하다, 사랑하다, yêu, 포기하다, 포기하다, từ bỏ, bỏ cuộc. 빌리다, 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 뭇, 사용하다, 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 dùng, sử dụng, 때리다, 때리다, đánh luôn. Chúng ta hay nghe cái từ 때리다, nó là âm căng. 때리지 마, nó 때리지 마, đừng có đánh tôi, 때리지 마, 때리다, đánh, 가다, 가다, đi, 오다, 오다, 오다 là đến. 빌리다, 빌리다, 뭇. 사용하다, 사용하다, dùng, sử dụng. 때리다, 때리다, đánh. 가다, 가다, đi. 오다, 오다, đến. 자다, 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 자, 자요. 잡니다, 자요, 무, 동 눕다, 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 남, 앉다, 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 모이, 서다, 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 능, 울다, 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 콕. 여기 또 하이가 끼고 걸러지. 아, 능, 거, 콕, 동, 울지 마, 울지 마. 능, 거, 콕. 자다, 자다, 무, 눕다, 눕다, 남, 앉다, 앉다, 모이, 서다, 서다, 능, 울다, 울다, 컵, 웃다, 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 그이, 걷다, 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 리보, 산책하다. 산책하다, 산책하다. Chúng ta có âm cờ gặp âm hờ thì âm cờ sẽ được đọc thành là khờ. Ở đây chúng ta sẽ đọc là 산책하다, 산책하다, đi dạo. 살다, 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 sống. 죽다, 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 chết. 웃다, 웃다, cười. 걷다, 걷다, đi bộ. 산책하다, 산책하다, đi dạo. 살다, 살다, 섬, 죽다, 죽다, 셋. 쉬다, 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 nghỉ ngơi. 내려가다, 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 đi xuống. 올라가다, 올라가다, đi lên. 말하다, 말하다,
말하다, 너이. 욕하다, 욕하다, 욕하다. Chửi la mắng. Chúng ta có cờ gặp với hờ đây thì sẽ đọc thành là khờ. Ở đây mình sẽ đọc là yukata, yukata. Chửi mắng, la mắng. Shida, shida, nghỉ ngơi. Neroghada, neroghada, đi xuống. Olakada, olakada, đi lên. Marada, marada, nói. Yukada, yukada, chửi mắng, la mắng. Cheers다, cheers다, say rượu đúng không? Mình hay nghe trên phim hay nói gì? Cheers, 네가 cheers, chi hết, mày say rồi à đúng không? Cheers, cheers다 là cái từ nguyên thể mà nghĩa là say rượu. Cheers다, bật hơi ra. Sau다, 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 cãi vã, cãi lộn. Sao chi mà chúng ta hay nghe thấy ở trên phim là gì? Sao chi mà đừng có mà cãi nhau, đừng có mà cãi lộn. Ti tà, ti tà, ti tà, chạy. Ủn đông hà tà, ủn đông hà tà, ủn đông hà tà, vận động. Irona tà, Irona, nối âm lên ạ. Irona, Irona, thức dậy. Rồi ạ, một lần nữa chúng ta đọc lại những từ trên. Chia tà, chia tà, say rượu. Sau tà, sau tà, đánh lộn, cãi vã. Ti tà, ti tà, chạy. Uốn đông a tà, vận động. Irona tà, thức dậy. 세수하다, 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 rửa mặt, 세수하다. 이야기하다, 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 nói chuyện, tán gẫu. 인사하다, 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 chào hỏi. Và ý ra, một bên trên là in ra đúng không? Bên dưới là ý ra. Ý ra ta là chuyển nhà. Ý ra ta, chuyển nhà. Một ta, một ta, một ta, hỏi han. Rồi chúng ta cùng đọc lại ạ. Xê su a ta, rửa mặt. Yà ghi ha ta, tán gẫu, nói chuyện. In ra ta, chào hỏi. Izada, Izada, chuyển nhà. Mutta, hỏi han. Toragada, 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 đi về. Và Toraoda, Toraoda, trở về. Ví dụ nhé, lấy bối cảnh của hai này, ví dụ Toragada, chẳng hạn như là mình và bạn đang chơi ở nhà mình và bạn đi về thì mình sẽ nói là gì? 돌아가세요. Đó, 돌아가세요. Bạn đi về. Đó. Còn ví dụ nhá, mình đang ở nhà và bạn mình đang trở về nhà, bạn mình đang đang ví dụ đang đi mua đồ và quay lại về nhà thì chúng ta sẽ dùng từ 돌아오다. Chẳng mình nói là hỏi là gì ạ? 돌아왔어? 돌아왔어? Bạn về rồi à? Đó, bạn trở về rồi à? Bạn về nhà rồi à? Đó. Cảm xa ta, cảm xa ta, cảm xa ta, xin lỗi. Nà ta, nà ta, nà ta, bay. Thô ra khá ta, đi về. Thô ra ô ta, trở về. Cảm xa ta, cảm ơn. Xa qua ta, xa qua ta, xin lỗi. Nà ta, nà ta, bay. Heo chi ta, heo chi ta, chia tay. Nà ta nà ta, nà ta nà ta, xuất hiện. Xa ra chi ta, xa ra chi ta, xa ra chi ta, biến mất.
이라다, 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 누이 레나, 이라다, 람비업, 회의하다, 회의하다, 회의하다. Chúng ta có từ ơi này, nó khi mà nó đứng ở âm thứ hai ấy, đứng sau ạ, đứng sau một cái từ nào đó thì sẽ được đọc là y, nếu mà nó đứng trước thì sẽ đọc là ơi các bạn nhé. Ví dụ có cái từ ơi cha, ơi cha, cái ghế thì đứng trước, đứng đầu sẽ đọc là ơi, còn đâu đứng sau sẽ đọc là y. Hihata, hihata, họp. Đọc lại ạ. Heo chida, chia tay. Natanatta, xuất hiện. Sarachida, biến mất. Irata, làm việc. Hihata, họp, hội họp. 졸업하다, 졸업하다, 졸업하다. Tốt nghiệp, chúng ta có âm p mà kết hợp với cả âm h này thì âm p này nó sẽ được chuyển sang thành là âm bật hơi các bạn nhé. Vì vậy đây các bạn sẽ đọc là gì? 졸업하다, 졸업하다, tốt nghiệp. 결혼하다, 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 kết hôn. 출발하다, 출발하다, xuất phát. 출발하다, xuất phát. 도착하다, 도착하다, 도착하다. Chúng ta có cờ gặp với cả hờ thì cờ sẽ được đọc thành là khờ. Và ở đây chúng ta sẽ đọc là thổ chắc kha ta là đến nơi rồi. Một tha ta không thể là một thế, mình không thể. Thì ở đây lưu ý là có cái âm sờ này sẽ được đọc là tờ các bạn ơi. Được đọc là tờ, và tờ thì cộng với cả hờ thì cái từ tờ này sẽ được đọc là thờ. Chính vì vậy các bạn nghe người Hàn nói là gì? Một tha tà chứ không phải là một ha tà nhé. Một tha tà, một tha tà. Chưa ạ? Rồi chúng ta đọc lại ạ. Chorop ha tà, tốt nghiệp. Kyoron ha tà, kết hôn. Chumbara tà, xuất phát. Thojakata, đến nơi. Motata, không thể làm được. Senkakata, suy nghĩ. Cờ gặp hờ, chúng ta sẽ đọc là khờ đúng không? Theo nguyên tắc. Và đây sẽ đọc là senkakata, suy nghĩ. Boida, nhìn thấy. Chinada, sống trải qua. Nada, sinh ra. Borida, dục vứt đi. Đọc lại một lần nữa. Senkakhada, suy nghĩ. Boida, nhìn thấy. Chinada, sống trải qua. Nada, sinh ra. Borida, vứt đi. Chatta, âm bật hơi. Chatta, tìm kiếm. Chapta là cầm, nắm, bắt lấy. Buruda, mang nghĩa là hát, gọi. Palkida, thắp sáng. Chúng ta có âm cờ cộng với cả hờ thì cờ sẽ đọc thành là khờ, và ở đây sẽ đọc là palkida, thắp sáng. Nukita, cảm nhận. Và chúng ta có cái danh từ của nó là gì ạ? Nukim đấy ạ. Nukita, cảm nhận. Rồi chúng ta đọc lại một lần nữa. Chatta, tìm kiếm. Chapta, bắt nắm cầm. Buruda, hát gọi. Palkida, thắp sáng. Nikita, cảm nhận. Chitta, xây dựng, xây nhà. Thongada, thông bật hơi dạ. Thongada, thông qua. Theada, gặp phải hoặc là chịu.
위하다, 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 위 hướng tới. 가져오다, 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 mang đến. 이기다, 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 chiến thắng. 이혼하다, 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 리혼. 판단하다, 판단, chúng ta có từ Hán Hàn đúng không? Phán đoán, phán đoán, và động từ của nó sẽ là phán đoán, phán đoán, cực bốc hà, khắc phục, cực bốc hà. Cờ gặp với hờ thì cờ sẽ được đọc thành là khờ. Vì vậy đây chúng ta sẽ đọc là gì? Cực bốc hà, khắc phục. Kỳ đê đà, kỳ đê đà, kỳ đê, mong chờ, hy vọng. Hay có cái câu là gì? Kỳ đê hà chi mà, nó mu, kỳ đê hà chi mà, nó mu kỳ đê hà chi mà, đừng có kỳ vọng nhiều quá. 가져가다, 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 mang đi. 만들어지다, 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 được chế tạo. 벌다, 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 tìm kiếm, kiếm tiền, 벌다, kiếm tiền. 썰다, 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 cắt, sắn, thái, chặt. Umchikada, umchikada, chúng ta có cờ gặp hờ đúng không? Vẫn là theo nguyên tắc thôi ạ, à. Chúng ta sẽ chuyển thành là khờ. Ở đây sẽ được phát âm là umchikada, chuyển động. Kiruda, kiruda, nuôi tạo. Kiruda, 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 nuôi tạo. Kisurada, 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 ghi chép. Kiyohada, 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 góp phần, đóng góp. Kiyunda, 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 dốc, nghiêng. Kijungdaeda, kijungdaeda, chúng ta có cái từ kijung là hiến tặng, và kijungdaeda, được hiến tặng. Kijungdaeda,